Hi, chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, hôm qua nay thì rất là nhiều bạn đã có cái nói là tại không có download được cái game Auto Chess Mobile trên Star Play nữa. Thì mình cũng đã biết rồi là họ nó bị gỡ xuống từ mấy ngày, 2 ngày trước rồi. Nhưng mà nhiều bạn không có tìm hiểu được cái đường link để download về. Mình đã để link APK bên dưới, thì cái link APK đó thì bây giờ nó chỉ là cái link của tiếng Trung và tiếng Anh thôi. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho bạn download một cái phần mà có thể download cái game đó về mà có tiếng Việt luôn. Tiếng Việt với lại là bản US nha, chứ không phải là bản China. Thì mình làm ở trên giả lập nha, tại vì mình quay như vậy thì mình làm ở trên giả lập nó dễ hơn là mình làm ở trên cái điện thoại của mình, tại điện thoại của mình nó cài hết rồi, cài tài khoản hết rồi luôn, mà làm mình mà xóa đi cài lại cho các bạn coi hết tất cả các bước thì nó hơi khó. Nhưng mà mình làm trên giả lập này thì nó giống y hoàn toàn ở trên cái điện thoại luôn nha, không khác gì, không khác gì hết. Đầu tiên chúng ta vào cái phần duyệt web. Chúng ta vào dần duyệt web xong mà mình xóa cái này đi luôn nè. Mình vào cái phần duyệt web nha. Đó, phần duyệt web phải không? Vào duyệt web xong rồi bạn cái phần vào phần duyệt web của cái điện thoại của bạn ấy nha. Điện thoại của bạn xong rồi bạn đánh tap tap cho mình. Đó. Tap tap nó sẽ ra một cái trang là tap tap.com đúng không? Bạn bấm vào tap tap.com đó cho mình. Đó, thấy chưa? Và tap tap.com này đó là một cái phần mềm. Cái phần mềm giống như là cái CH Play của Trung Quốc vậy đó. Nó giống như cái CH Play của Trung Quốc mà cái này nó còn ghê hơn CH Play nữa. Mình bảo đảm cái này nó ghê hơn CH Play nữa. Những cái game CH Play không có, cái tap tap này vẫn có. Cho nên bạn bấm vào chữ download hoặc là bạn bấm vào cái chữ cái app này nè, đó thấy không? Nó sẽ cho bạn download về, re-download nè, đó nó hiện lên rất là nhiều cái dòng re-download. Bạn cứ bấm vào cái download cho mình, đó, bấm vào cái app nè, ngay chỗ cái tap tap này không? Bấm vào cái app cho mình. Đó. Đó, nó sẽ download về. Đó, nó sẽ hướng đến bạn một cái trang này. Giờ bạn download app trên PlayerMark hoặc là bạn download trên Android. Đây, app PlayerMark này là theo kiểu giống như là trên Apple, iOS đó. Và giờ mình bấm download Android. Đó, nó sẽ download một cái bản Android về. Đó, nhẹ thôi, 16MB thôi. Bây giờ mình mở tập tin luôn. Xong bấm vào cài đặt. Đó, cài đặt cái app này, tap tap phải không? Cài đặt. Như cài đặt như cái app bình thường của mình luôn, không có cái gì khác hết, không có gì khác biệt hết, đó không? Xong, bây giờ xong đúng không? Xong bây giờ làm gì? Thoát ra. Bây giờ mình thoát ra. Cái gì vậy? Đó, không có gì. Đó, xong. Đó, nó rất là nhiều game ở trong đây, nhưng mà đa phần là tiếng Trung là nhiều. Vào cái này thôi. Ở trên đây có phần nhập tài khoản nè, nhưng mà bạn không cần nhập tài khoản đâu. Cũng không cần nhập tài khoản làm gì cho hết á. Cái này nó tiếng Trung là nhiều, nhưng mà bạn bấm vào đây nè, xong rồi bấm AutoChess cho mình. Đó, AutoChess cho mình, đó, nó sẽ hiện lên. Một bản là tiếng Trung, là bản của China đó, là bản tiếng Trung nha. Còn một bản là AutoChess US, US là US UK á, đó là kiểu giống như là tiếng Anh á, mình bấm vào. Đó, bấm vào thì nó sẽ có một cái dòng này, bạn chỉ cần bấm vào đó là nó sẽ cho bạn cho phép download cái tệp đó về. Download cái tệp về. Đó. Là bạn cài đặt bình thường mình sẽ chờ cho bạn download đây luôn. Đó. Trong lúc chờ download thì mình nói luôn, cái game này thì chưa có một nhà phát hành nào có thông báo chính thức là phát hành ở Việt Nam cả. Và mình theo dõi thông tin ở trên các nhóm fanpage thì mình cũng có một cái số vấn đề là chưa chắc là đã có nhà phát hành Việt Nam nào mua cái game này đâu. Nhưng mà do một số cái vấn đề của Google đó, cho nên là cái CH Play nó mới gỡ xuống như vậy thôi. Cũng đa phần rất nhiều game mà đến từ Trung Quốc cũng bị Google gỡ xuống như vậy. Nhưng mà không biết là họ có đưa lên lại không. Nhưng mà mình đưa lại không thì mình cũng chả cần quan tâm đâu. Chả cần quan tâm đâu. Không đưa lên lại thì Google nó bị mất đi một cái số lượng nạp rất là lớn thôi. Đa phần là họ sẽ đưa lên lại thôi. Nếu mà không có nhà phát hành nào mua về Việt Nam thì chắc chắn là sẽ đưa lên lại thôi. Còn bây giờ thì mình có hướng dẫn cái cách này, thì bạn làm theo cách này để chơi. Cách này nó đau cái này về không khác gì trên CH Play hết nha. Chắc chắn là không khác gì hết mà nó còn nhanh hơn nữa.
Không, đây AutoChat nào, mình cài đặt. Cài đặt như bình thường thôi. Không có cái gì là nó khác bình thường. Đây, bấm xong. Đó. Bây giờ là mình đã OK, bây giờ là mình đã có AutoChat Mobi ở trong cái điện thoại đúng không? Bây giờ mình sẽ nhấp vào đây. Thì nó vào như bình thường thôi, nó như cái AutoChat bình thường thôi chứ nó không có khác gì hết đâu. Nhưng mà bạn chờ chút xíu. Tại vì mới đau lần đầu nó hơi chậm một chút thôi, chứ không sao. Nó y như bình thường, nét cực kỳ, đúng không? Nhưng mà bây giờ phải trải tài nguyên trò coi cái mạng này mà nó mạnh kinh khủng. 300 mê đau. 5 giây là xong ngay. Không, cái này là khởi tạo tài nguyên thôi, nó có sẵn đâu. Cái này nó cho đăng nhập Facebook luôn, với lại châu Á nè, Mỹ, Canada đâu, bạn thấy không? Nó như là tiếng Việt như vậy, nó không khác gì hết ha. Không khác gì hết, không khác bất cứ một cái gì hết, nhưng mà nhớ bấm vào hai cái này nha, đó. Không khác một gì hết, mình vào tài khoản Facebook thì chờ mình xíu nha. Đó, sau khi đăng nhập vào tài khoản Facebook thì nó vào y như bình thường. Không, bây giờ nó load xong rồi nó vào game luôn đây nè. Thấy chưa? Thấy chưa? Ngon lành chưa? À, y như bình thường, có tiếng Việt đồ đầy đủ hết ha. À, có khác không khác gì hết ha. Thấy chưa? À, đây là mình hướng dẫn cho các bạn là một cái cheat để cài cái game trong lúc này thôi. Còn lúc sau thì nếu mà nó khôi phục lại ở trên AutoChat ở trên CS Play á thì rất là bình thường. Còn ở trên iOS thì vẫn còn đau bình thường, cho nên các bạn cứ đau ở trên link iOS mình để dưới video nha. Mình cũng sẽ để cái trang chủ này ở dưới cái phần description của video luôn. Bạn chỉ cần nhấp vào đó sau làm theo các bước. Làm theo các bước ở trên video này thì bạn sẽ download được game AutoChat về bình thường, không có một cái gì khác biệt hết, y như bình thường luôn. Đó, rất là dễ dàng ha. Cái này là một cái mẹo dễ dàng nhất trong những cái lúc này thôi. Chứ nhiều bạn cứ vào là kêu đau không được ha. Mình cũng nói chứ không phải nói gì, chứ chơi game thì nên tìm hiểu một chút, hiểu biết công nghệ một chút thì cũng ok lắm. Không có gì đâu. Thôi mình xin chấm dứt video đây. Bạn thấy hay nhớ like, subscribe, đăng ký channel của mình. Chào bạn.